Vâng, xin chào các thợ ong, em Hoàng Phương Và sắp tới đang có chuẩn bị một vụ ong bò vẽ Thì em Phương có về được một nô ống nhòm tầm khoảng 300 chiếc con EK Capter Thì nay em Phương cũng trả đơn cho anh em các bác các chú phiên bản uh, ống nhòm ED Capter uh, Nó là hàng ED Capter phân khúc giá tầm trung cho các bác Thì nay em đi đơn tầm khoảng uh, 40 đơn ED Capter Là phiên bản này các bác nhé ED Capter này Thì ED Capter kính phụ đỏ các bác nhé Phụ đỏ các bác này Đỏ hồng các bác nhé Rất là cao cấp các bác này Đỏ hồng các bác luôn thì con này thì em Phương còn đang bán mức giá là chỉ có 2 triệu 500 ngàn Là cái nô ống nhòm mới nhất về em Phương Thì đây em cho các bác xem Nói chung thì khi hàng bên em gửi đi Thì sẽ gồm đầy đủ bảo hành 2 năm của EK Thì bảo hành của hàng Phương của cửa hàng em Của số hàng Phương của em này các bác này Bảo hành 2 năm các bác nhá nói, Em nói cho các bác tin này Đây các bác này 2 triệu 5 này 2 triệu 5 các bác nhá 2 triệu 5 này 2 triệu 5 này 2 triệu rưỡi này hai triệu rưỡi các bác này hai triệu rưỡi nói chung là BMD đơn hai triệu rưỡi là quá nhiều con Enicopter các bác nhá hai triệu rưỡi đầy hết các bác nhá toàn hai triệu rưỡi các bác nhỉ em phương bán này các bác này đây các bác nhìn cư nhá shop đa năng hoàng phương này mười bốn hai triệu rưỡi em bán sale này là mức giá chỉ có hai triệu năm trăm ngàn trong phiên bản AD capter này các bác nhá hai triệu năm trăm ngàn các bác nhá hai này hai triệu rưỡi đây các bác tất cả sẽ được bao ship bảo hành hai năm nhận hàng kiểm tra các bác bóc ra sản phẩm các bác nhá bóc hàng ra sản phẩm phải có hóa đơn bảo hành bên hoàng phương của em này các bác này hóa đơn bảo hành bên hoàng phương của em hóa đơn bảo hành của em phương hai năm này bảo hành các bác nhá bảo hành 2 năm đối với tất cả sản phẩm do nội sản phẩm các bác nhé bảo hành năm kính là kính ED ED ED, ED Water các bác nhé kính phù đỏ này mới 42 các bác nhận hàng đây các bác nhận hàng các bác kiểm tra các bác bóc ra sản phẩm ra bóc hàng sản phẩm này bóc là kiểm tra ống nhỏ nó phải mới như vậy các bác nhé đầy đủ phụ kiện này phụ kiện của nó phải có bốn cái mắt đợi các bác nhé bốn cái mắt đợi trên dưới và cái túi đựng khi khi bác đi rừng các bác đeo hông cho em phương đi rừng đi rừng này túi đựng các bác nhé phải có một cái khăn lau e hàng mới một cái sổ bảo hành và, và hướng dẫn của e cây các bác nhé và tặng kèm thêm một cái khăn một cái dây đeo bản to của nhà e cây các bác nhé dây đeo để đeo ống nhòm các bác nhé nó có một cái dây đeo này rồi phải có tặng kèm thêm một cái dây đeo này để đeo ống nhòm các bác nhé con ed capter này ed capter water rope các bác này ed này con này thì là chống nước ip cái bảy các bác nhé các bác cứ no bảo là em phương ơi ống nhòm này có chống nước không thì em phương luôn cam kết thì hàng này ed capter phải chống nước 100% các bác nhé chống nước này kính là kính phải phủ đỏ và ed capter nó sẽ có một cái vạch xanh một vạch đỏ ed 142 ed và có đầy đủ ở mã vạch thân ống nhòm các bác nhé mã vạch thân ống nhòm ở giữa các bác này nhìn kỹ cho em phương chưa một cái thân ống nhòm này ek 13 các bác này đấy phải có số hiệu thân ống nhòm các bác nhé và con ống nhòm ed ed capter này thì em bán rất là chạy nên em đi được tầm khoảng uh, phải tầm gần 40 đơn đấy các bạn bốn bốn phải tầm bốn đơn con ed capter này trong một buổi chiều các bác nhá, em đóng đơn thì em đóng đơn vào tầm khoảng buổi sáng buổi chiều các bác nhá. Thì các bác yên tâm không bao giờ sợ no hết hàng bên Hoàng Phương của em Phương. Các bác yên tâm về hàng hóa bên em chất lượng sản phẩm em cam kết là hàng chính hãng 100 phần trăm các bác là phát hiện hàng giả hàng nhái em phân định từ gấp 10 lần cho các bác luôn các bác thợ ong rất là yên tâm cho em phương các bác câu hỏi là các bác thợ ong anh em các bác xem có mua hàng bên Hoàng phương chưa cảm giác bên em rất là uy tín và khi em gửi hàng đi các bác nhá đóng một con ống nhỏm cao cấp hoặc là ed capter nếu không là phân khúc ed này ed kính phủ đỏ các bác nhá phải có đầy đủ hộp trắng các bác nhé hộp trắng này và khi bên em đóng đi cho các bác các bác nhá đóng đi cho các bác này ví dụ một đơn hàng em phương đóng đi đây phải có một cái nớp sốc về nớp sốc bên trong và bên ngoài bọc một cái lớp bìa nữa tất cả được bọc tổng 3 lớp các bạn nhé đây này helicopter hai triệu rưỡi các bác nhé đây này ống nhòm mới bốn hai helicopter hai triệu rưỡi các bác nhé rất yên tâm cho em phương đóng hàng đi các bác này các bác không sợ hàng bị quăng cuột hay là bị lệch trục các bác nhé em đóng hàng rất là chắc chắn cho các bác rồi các bác yên tâm cho em phương hai triệu rưỡi một con helicopter các bác yên tâm cho em phương hai triệu rưỡi các bác nhé hai triệu năm trăm ngàn thì bao ship bỏ hình hai năm nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em phương Em Phương bao ship và chỉ các thì thanh toán nó shipper cho em các bác nhé. Các bác báo hàng ra sản phẩm, các bác ưng ý sản phẩm, bóc ra ưng ý sản phẩm để các bác thanh toán tiền cho shipper cho em. Bên em có bên em có đủ cả áo ong cho các bác luôn. Các bác phụ kiện ong thì em bệnh kiện phụ kiện gì em có hết. Và các bác nào mà nhanh tay, em Phương thì sẽ có những cái món quà sớm nhất cho các bác. Món quà về của nhà e cây các bác nhá. Đơn đi rất là nhiều cho các bác luôn. Đơn em đi nó trong một ngày em đi về tầm vài chục vài chục đơn. Tại vì em bán rất là chạy nên anh em sợ ong rất là tin tưởng bên Hoàng Phương của em Phương. Các bác làm một cái sản phẩm thì inbox e cho em luôn em Phương Em Phương có đủ tất cả mức giá từ 1 triệu Triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu có hết các bác nhé Em có cả ni công mua M7, P7 có hết cho các bác Và đơn này em đi rất là nhiều Nên các bác thượng ông rất là yên tâm cho em Phương Về cái bản ED này Mức giá em Phương bán chỉ có 2 triệu 500 ngàn Rẻ hơn so với đầu mùa Đầu mùa nó phải tầm 2 triệu 7 đến 2 triệu 8 Từ em Phương bán chỉ có mức giá 2 triệu 500, 2, triệu 500 ngàn các bác nhé 2 triệu rưỡi đấy các bác các bạn là kết sản phẩm ebook của Zalo cho em Phương theo số hôm nay Số hôm nay cửa hàng của em Phương là 0968899302 các bác nhé để, để tư vấn một mẫu ống nhòm sao tối nhất các bác nhé Sao ngon nhất cho các bác các bác nhé Các bác nào kết sản phẩm inbox cho em Phương Các bác cảm thấy video em Phương hay Cho em Phương xin một nút like và muốn đăng ký kênh Và bật theo dõi ấn chuông để chia sẻ xem video mới nhất về ống nhòm của em Phương Cảm ơn các bác xin kính chào các bác